mẹo chữa yếu sinh lý nam giới cực đơn giản mà không phải ai cũng biết. Có 3 mẹo để chữa yếu sinh lý nam giới vô cùng hiệu quả và cực kỳ đơn giản, có thể làm ngay tại nhà. Hãy xem hết video này và thực hành ngay các anh nhé. Bước thứ nhất là các anh hãy lấy 2 ngón tay đẩy từ mép mũi dưới lên mép mũi trên tầm 50 cái và làm đều đặn mỗi ngày các anh nhé. Bước thứ hai là các anh hãy lấy đẩy từ sống mũi đi lên trên khoảng tầm 300 cái. Đây, các anh hãy đẩy từ sống mũi đi lên trên khoảng tầm 300 cái cho em ạ. Bước thứ ba cực kỳ đặc biệt quan trọng là chúng ta sẽ vuốt ngón tay trỏ tầm 50 cái từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên. Và nhớ là hãy làm trước khi lâm trận các anh nhé. Và các anh nam nào đang gặp các cái tình trạng về vấn đề chức năng nam giới của mình thì hãy lưu ngay cái mẹo cực hay và cực hiệu quả này nha. Và nếu như anh nam giới nào mà đang gặp phải vấn đề thận yếu này, chức năng nam giới không được như thời trai trẻ thì hãy dùng ngay cái viên uống bổ thận Regen này các anh nhé. Đây là sản phẩm đã bán chạy hơn 20 năm tại Nhật Bản và được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam, giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như là protein, các axit amin. Sản phẩm không chỉ có tác dụng hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý của nam giới mà còn giúp tăng cường sức khỏe cho các anh nam giới cực kỳ là hiệu quả đấy. Thì các anh nào hoặc là các chị em nào cần tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm này thì cứ nhắn Trang ở phía dưới của video này, Trang sẽ tư vấn kỹ hơn cho các anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.